Và đây như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của trầm năm cánh trắng họng hồng, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và nếu mà so sánh giữa giá của gia đình em với các cửa hàng khác thì chắc chắn là em sẽ bán giá mềm hơn rất là nhiều. Đây ạ, trầm năm cánh trắng này em bán giá chỉ có 200.000 thôi ạ, mua 2 chậu là 350.000 nhá. Và nếu mà vào cái thời điểm này năm ngoái thì cái giá của cái cây trầm này nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó, bởi vì lúc đấy là nó có hoa. Có hoa thì nó sẽ mắc hơn. Và bây giờ chúng ta mua về thì năm sau nó cũng sẽ có hoa đấy ạ. Đây ạ, trầm năm cánh trắng này, những cái cây của nó này cũng không cao lắm đâu, qua từ 15 cho đến 20 cm. Đó, ví dụ như những cái cây này là do con sâu nó ăn này, nó không sao hết nhá. Này, cây của nó rất là đẹp luôn. 350.000 được 2 cây, và mua 1 cây là 200.000 nhá cả nhà nhá. Trầm năm cánh trắng rất là đẹp.